cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, miền Bắc được dự báo trong hôm nay sẽ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa, vài nơi, ngày nắng với nền nhiệt độ cao nhất giao động từ 29 đến 32 độ C. Đến khoảng đêm mùng 5 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 11, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khí tượng nền nhiệt chỉ giảm nhẹ về đêm và sáng, cảm giác xe lạnh, có mưa rào và rông dài rác. Khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời tiết miền Bắc nắng đẹp, tạnh giáo. Thế nhưng với Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Còn tại Nam Bộ, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 34 độ C, chiều tối đêm mưa rào và rông dài rác. Một thông tin thời tiết quốc tế đáng chú ý đó là cơn bão Sierra. Tính đến hôm qua, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong khi bão Siaran vùi dập nhiều vùng ở phía tây bắc châu Âu, với sức gió lên đến 200 km h Nhà khí tượng Scott Duncan đã miêu tả siêu bão Siaran là một cơn bão bom thực sự. Thông tin này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ở phần cuối của chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Còn sau đây là phần dự báo chi tiết các vùng trong cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thưa quý vị, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về hai trận động đất xảy ra sáng hôm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trận động đất thứ nhất xảy ra tại huyện Bắc Trà My lúc 4 giờ 41 phút 19 giây hôm qua, có độ lớn 3,0 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, Trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My lúc 8 giờ 45 phút 3 giây, có độ lớn 2,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cho biết, về trận động đất xảy ra trên địa phương, chúng tôi không có cảm nhận rung lắc gì. Trận động đất này không có gây thiệt hại gì đến nhà cửa, tài sản người dân địa phương. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này. Ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý địa cầu dự báo động đất ở Quảng Nam còn tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ Richter. Tuy nhiên, cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này. Theo ông Xuân Anh, động đất có thể xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm do đó việc đánh giá nguy hiểm động đất là rất cần thiết và cần được cập nhật hàng năm để phục vụ thiết thực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, thiết kế kháng chấn cho các loại công trình từ trọng điểm đến khu dân cư. Viện vật lý địa cầu sẽ tiếp tục khảo sát, quan chắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực tỉnh Quảng Nam và lân cận. Bên cạnh đó, viện sẽ thông báo kịp thời về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Như thông tin phần đầu, chúng tôi đã đưa bão Ciaran đang làm mưa làm gió theo đúng nghĩa đen ở một số nước châu Âu, đã được các cơ quan khí tượng gọi là bão bom hay quả bom thời tiết. Vậy những đặc điểm khác thường là gì khiến cơn bão này được gọi như vậy? Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh Met Office đã phải ra cảnh báo kép về cả mưa lớn lẫn gió mạnh khi nhiều vùng ở đây phải trải qua tình trạng thời tiết tồi tệ nhất. Đó là vì cơn bão Ciaran được gọi là quả bom thời tiết khổng lồ đang phô diễn sức mạnh của nó. Nhà khí tượng Scott Duncan đã miêu tả bão Ciaran là một cơn bão bom thực sự và giải thích nó là một cơn bão với gió mạnh điên cuồng. Và bão Ciaran thật không may lại đạt đến cường độ đỉnh điểm khi nó ập vào các bờ biển châu Âu. Vậy bão bom hay bom thời tiết là gì? Đây là những cụm từ chỉ một vùng áp thấp trong đó áp lực ở trung tâm giảm mạnh trong khoảng thời gian 24 giờ, theo trang Express. Điều này được gọi là sự hình thành xoáy thuận bùng nổ hay ngắn gọn hơn là bão bom hoặc bom thời tiết. Nhà khí tượng Alex Dickin giải thích thêm, để được gọi là một quả bom thời tiết, vùng áp thấp cần bão đó phải thực sự mạnh lên và áp suất giảm sâu, và quá trình này phải xảy ra rất nhanh. Tất cả những điều này lại hút không khí hội tụ từ các khu vực xung quanh vào, dẫn đến việc cột không khí xoáy ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng việc các vận động viên trượt băng xoay nhanh hơn bằng cách thu cánh tay vào. Kết quả là gió trong cơn bão sẽ đạt sức mạnh đỉnh điểm, có thể giật đổ cây cối và tàn phá các công trình. Hiện ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong khi bão Ciaran si vùi dập nhiều vùng ở phía tây bắc châu Âu. Chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc an lành.